Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Nơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh quay trở lại với địa điểm bán cây kiểng của Khả Như ở cái tác Hậu Giang ha quý cô chú anh chị. Chia sẻ cùng cô chú anh chị mình hôm nay một lô phôi tứ quý, cây lùng lực cũng có, phong cao cũng có hết cô chú. Hôm nay mình giao lưu phôi mai đế VIP không nha. Dạ, đế sổ nơm cao hết cô chú anh chị. Dạ, với lại phôi mai vàng. Mai vàng lùng lực luôn cô chú anh chị nha. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho Khả Như ạ. À, chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và chọn được những phôi mai ưng ý ha mấy cô chú. Bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu phôi mai hôm nay của Khả Như luôn ạ. À, em xin chào Khả Như ơi. Dạ, chào Phương, dạ xin chào quý cô chú. Dạ, hôm nay con lên được 15 phôi mai tứ quý. Dạ, mong quý cô chú ủng hộ con ạ. À. 0939100240 cũng là số Zalo theo chú. Con ở Phụng Hiệp Hậu Giang. Rồi. Em xin vô số 1 nha chú. Rồi, mã số 1 là phôi mai vàng luôn ạ. Dạ. Mã số 1 phôi mai vàng ha. Phôi mai vàng trực quân tử đế quái nha quý cô chú. Cây già cây ha quý chú. Sù lên sù nách với nó nu có mấy cục già lên. Căng nó hơi lắc nhẹ thôi cô chú anh chị. Cây này đế quái ha quý cô chú. Dạ. Rồi em xin thông số nha. Hoành tại trí này là 30 ha. Dạ. 30 hoành. Chiều cao của nó từ mặt bầu lên tới đỉnh là 95 ha quý cô chú. Nôm đế nó là cũng 30 luôn ha. Đường kính bầu là 45 ha. Cây này trồng chỗ 4 ha quý cô chú. Dạ. Rồi cây mã số 1 này em xin giao lưu với quý cô chú là 3.400.000 ha. Rồi 3.400.000 thấy mấy cô chú anh chị. Cây đế nơm cộng bự bự không à cô chú anh chị nha. Dạ cộng to lực lực không à quý cô chú. Cây này già cây lắm rồi. Lúc nãy nó lên da cóc trên. Dạ. Rồi. Mã số 2. Dạ, tiếp theo là mã số 2 của một phôi mai vàng ha. Phôi vàng dáng thú ha quý cô chú. Cây đế nó lọn trong. Đây. Không chống mặt nạ quý cô chú ơi. Còn giờ nước mà già cây nha quý cô chú anh chị. Nhỏ mà cộng đế khá không hả quý cô chú. Cây này cây trồng cũng trên 20 năm rồi ha. Rồi em xin thông số luôn nha. Rồi hoàn tay này là 24 ha quý cô chú. Dạ 24 rồi. Chiều cao nó từ bầu lên tới đỉnh là 46 nha. Đường kính bầu dài nhất là 49 nè. Rồi cây mã số 2 này dáng thú này như có cái mặt đấy. Em xin giao lưu với quý cô chú là 2.800.000 nha. 2.800.000 nha cô chú anh chị. Này khá cây ngoài khá cây lắm ha quý cô chú. Nó lên da me hết trơn rồi cô chú, lên da cóc hết trơn cô chú nha. Đó, rất là già cây ha. Rồi. Rồi. Mã số 3. Tiếp theo là cây mai vàng mã số 3 trực quân tử ha. Đế nó gom lại cục theo quý cô chú. Cộng đế cũng to điệu ha. Đế giá chữ A luôn nha cô chú anh chị. Rồi, xin là thông số nha. Hoành đại trí này là 27 ha quý cô chú. Dạ. Chiều cao nó từ mặt bầu lên đến đỉnh là 67 ha. Đường kính bầu dài nhất là 35 ha. Rồi cây mai vàng mã số 3 này em xin giao lưu quý cô chú là 1.200.000 ha. Dạ cây này mặt cắt kéo nhựa đâm tuột sống khỏe nha quý cô chú. Cây này mới lên chậu bò xà nhỏ nhỏ mình ghép 4 bo là cái này Tết chơi đẹp luôn ha quý cô chú. Dạ. Tiếp theo là mã số 4 ạ. Nhắn bay luôn hả quý cô chú anh chị. Cây mai vàng luôn hả quý cô chú.
nó đâm tường sống khỏe hết rồi cô chú anh chị nha, cái thân nó nu nần luôn à, lên nhà cóc hết trơn rồi. Này mình ghép hai bo chơi cây bay đẹp lắm ha quý cô chú. Dạ rồi em xin thông số luôn nha. Hoành tại trí này là 27 ha quý cô chú. 27 hoành. Chiều dài của em nó là 46 ha. Đường kính bầu dài nhất là 41 ha. Cây này mình trồng chậu chủ nhật hay chậu hộp sòi cũng đẹp ha quý cô chú. Rồi cây mai vàng mã số 4 này em xin giao lưu với quý cô chú là 2.4 triệu ha. Dạ, 2.400.000. Dạ. Rồi mã số 6. Voi mai lùng lực luôn nha cô chú. Ê mã số 5. Dạ. Dạ. Mã số 5 là một voi mai búp mạng quý cô chú. Chi cạnh thì cấp ha. Cây khá đẹp quý cô chú ơi. Cộng đế to lực đều nhau ha. Ở đây đế nó còn cắm xuống nhiều lắm, chỗ nào cũng có đế cắm xuống hết á. Cậu rễ nó rất là bự ra mấy cô chú anh chị. Cây này thì nó giót cây nha. Dạ, cây này bóp giót quý chú ơi. Dạ, ở ngoài nhìn lực cây lắm nha quý cô chú. Cộng đế to to không nha. Rồi. Em xin thông số luôn nha. Hoành tại trí này là 52 ha quý cô chú. Ha, không cấn chỗ nào ha. Chiều cao của nó từ mặt bầu lên tới đỉnh là 73 ha. Đường kính bầu dài nhất là 52 ha. Đo cái đỉnh nó 19 ha quý cô chú. Dạ, giá con 19 nha cô chú. Dạ. Cây này khá gầy ha quý cô chú. Rồi. Cây mai vàng mã số 5 này em xin giao lưu với quý cô chú là 10.500.000 ha. Dạ. Rồi 10.500.000, phôi mai lùng lực luôn nha cô chú. Bóp nó chứ mày đâu, mày nắm mày bóp chắc vô nó đâu á. Mã số 6 à. Bonsai lùng lực luôn cô chú anh chị nha. Cái này như cái hòn. Tổng đế to đều lực lực không hả quý cô chú. Nguyên một bể đế đặc luôn á cô chú anh chị. Chỗ này nó dính lên nhau luôn hết cô chú. Cây này ngoài quái cây quý cô chú ơi. Mặt cắt kéo nhựa mạnh luôn nha quý cô chú anh chị. Cộng đế là to to đều nhau hết trơn ha. Dính lại hết trơn. Hoành tại trí này là 58 ha quý cô chú. Dạ, 58. Cái thân bự của nó là 42 ha. Dạ. Cụ đặc của em nó là 74 ha quý cô chú. Dạ, cái đây. Cụ ôm sát của nó luôn ha quý cô chú. Em lọn trong bông rễ này luôn ha. Là 74 ha. Đường kính màu dài nhất là 49 nha. Rồi. Cây mã số 6 nha. Cây mã số 6 em xin giao lưu với cô chú là 7.500.000 ha. Dạ 7.500.000 nha cô chú. Mình ưng ý cái nào mình liên hệ với số điện thoại của Khả Như giúp em nha. Rồi. Tiếp theo là một phôi mai vàng lực luôn nha với cô chú anh chị. Cây mã số 7. Để áo mặc cho nó chưa? Cây mã số 7 một phôi mai lùng lực sụ ha quý cô chú. Nó bị cái lỗi như đây ha. À, em bao quý cô chú nha, nó sành đá hết rồi. Đang kéo nhựa luôn nha. Kéo rồi quý cô chú ơi. Đục ra mà trúng cái đục cái da ngoài mà nó kéo vậy đó, cây mạnh cây lắm cây. Lên sụ cũng nhiều ha. Dạ, mặt cắt thì đã kéo nhựa đâm một hết trơn rồi cô chú anh chị nha. Bên này đang chảy xù hết cô chú thì chảy bột bột luôn nha. Ở đây cũng có luôn à. Cộng đế lực lực không ha quý cô chú. Cộng to đều hết ha. Dạ rồi em xin thông số luôn à. Hoành thân tại trí này là 57 ha quý cô chú. Dạ. Chiều cao của nó từ bầu lên tới đỉnh là 76 nha. Dạ rồi.
Đường kính bầu dài nhất là 61 nha. Cây này mình trồng cho 7 nha. Rồi. Cây mai vàng mã số 7 nè, em xin giao lưu với quý cô chú là 13 triệu 500 ha. Dạ. 13 triệu 500 nha quý cô chú anh chị. Cây này trồng cái như cục thịt nạc nha quý cô chú ơi. Ghép vô 6 bo là cây này lực cây lắm luôn. Đang chảy luôn nha, với cô xù chảy luôn nha. Đế lực. Rồi mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Dạ, em giao lưu là 13 triệu 500 ạ. Dạ. 13 triệu 500 ngàn. Tiếp theo là phôi tứ quý nha với cô chú anh chị. Tiếp theo là một phôi tứ quý dán thú ha quý cô chú. Dạ. Mà con này không biết kêu con gì nữa, nó hơi quái. Đế thì đều dán nha quý cô chú. Cái này cô chú anh chị mình ghép với thành phẩm một cây dán bay là ngon lành lắm luôn ha mấy cô chú. Rồi. Em xin thông số nha. Hoành tại trí này là 29 ha quý cô chú. Dạ. Tường bay của nó là 104 ha. Dạ. Đường kính bầu dài nhất là 46 ha. Rồi, cây mai tứ quý mã số 8 nè. Trời. Mã số 8. Mã số 8 em xin giao lưu với quý cô chú là 3.200.000 nha. Rồi, 3.200.000 nha cô chú anh chị. Tứ quý dán ba nha. Rồi. Rồi rồi. Tiếp theo là một phôi mai tứ quý số mã số 9 nha quý cô chú. Dạ, mã số 9. Cây này có cốt cành luôn nha quý cô chú anh chị. Cốt cành củ đế đặt luôn ha quý cô chú. Một cục đế đặt luôn ha. Cộng đế to mà cầm tay em ăn lên không ha. Đây nè. Đều đế hết ha. Cây này mới về chưa vệ sinh quý cô chú ơi. Dót ngọn nó chút xíu à. Cây này mình ghép mau thành phẩm lắm ha quý cô chú anh chị. Cây này khá cây ha quý cô chú. Giờ kiếm tứ quý mà khá khá gì cũng khó ha. Xin thông số luôn nha. Hoành tại trí này là 42 ha. Dạ, 42 hoành. Chiều cao từ bầu lên tới đỉnh là 85 ha quý cô chú. Đường kính bầu là 58 ha. Nôm đế em nói là 25 ha. Dạ. Một cục đế đặt ha đó quý cô chú. Này có chi cành mà đế đều đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Lùm lực quý cô chú ơi. Rồi, cây mã số 9 em xin giao lưu với quý cô chú là 8.900.000 ha. Dạ, 8.900.000. Đế đều có cốt cành luôn nha cô chú. Giọt ngọn bằng cái cái rồi ha. Mình ưng ý cái này mình liên hệ với số điện thoại của Khả Như có trên phần mô tả với phần tiêu đề giúp em ha quý cô chú anh chị. Mã số 10 nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 10 cũng một phôi tứ quý ha, phong cao ha quý cô chú. Tứ quý phong cao có cốt cành luôn cô chú anh chị nha. Cái này này gót ha quý cô chú anh chị. Này cũng bóp gót ha quý cô chú. Đế thì đều hết ha. Không có trống chỗ nào hết nè. Đế nè, nó dày đặc hết luôn ạ. Cây này hoành cũng khá to ha quý cô chú. Cứng ngắt bãi đế luôn ha cô chú anh chị. Tứ quý mà giờ kiếm cây mà hoành trên 50 thì cũng cạn cây ha. Dạ. Em xin thông số luôn nha. Rồi hoành tại vị trí này là 52 ha. Dạ, 52. Nó khoảng 1m7 ha quý cô chú. Dài nhất là 67 ha. Dạ. Rồi tứ quý mã số 10 này giao lưu với quý triệu. Dạ, thì mình thích phong cao đế đẹp như thế này thì mình chọn cây này là ok nha cô chú. Phong cao mà có cốt cành tứ diện luôn cô chú anh chị nha. Đế thì đều đẹp nha quý cô chú. Không có bị trống bên nào luôn ạ. Rồi, em đổi cây luôn ha. Mã số 11 nha cô chú anh chị.
Rồi. Mà số 11 này cũng là một phôi tứ quý nha, thưa chú. Dạ, cây tứ quý phong cao cốt cành đều tứ diện luôn cô chú anh chị nha. Cũng một bệ đế đặt luôn ha. Cây này cô chú anh chị mình sưu tầm về ghép mai tàng là quá đặt ok luôn rồi, nha chú cô chú. Cộng đế to lực đều cứng ngắc hết trơn ha quý cô chú. Không chống chỗ nào ha. Cốt cành tứ diện luôn cô chú anh chị nha. Rồi mình thân tại vị trí này là 36 nha quý cô chú. Dạ. Cao quá nó từ mặt bầu lên tới đỉnh là 115 ha. Đường kính bầu dài nhất là 54 ha. Rồi, cây tứ quý mã số 11 nè. Cô chú là 5 triệu. Dạ 5 triệu 8 nha cô chú anh chị. Cây này một khối đặc nha quý cô chú. Đây nè, cộng đế rất là to ha. Cộng đế nó đều nhau nhìn cái nó lực. À. Rồi em đổi cây luôn ha. Cô chú anh chị mình ưng ý cây nào mình liên hệ với số điện thoại Khả Như giúp em nha. Mã số 12 ha quý cô chú anh chị. Mã số 12 cũng một hồi tứ quý búp mạng ha quý cô chú. Chi cành thì tứ diện ha. Mình chơi chung với cây số 11 nãy là ăn cặp là ngon lành luôn cô chú anh chị nha. À, chi tàn đẹp luôn nha quý cô chú. Trên này gió còn có một chút xíu à cô chú anh chị. Này đế nó cũng nở heo quý quý chú. Cộng rễ là to to không mà cô chú anh chị nha. Cái này là cái mấy cái con nó mọc lên em cưa bỏ nha. Dạ. Mấy cây con nó mọc từ nhỏ lên á, rớt hột á, rụng từ nhỏ lên em cưa bỏ nó. Dạ em xin đâu số luôn ạ. Rồi hoành tại vị trí này là 42 ha quý cô chú. 42 hoành. Đế đều tàn đều luôn nha quý cô chú. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 107 ha. Đường kính bầu dài nhất là 58 ha. Cây này mình trồng chậu 6 quý cô chú ơi. Dạ. Trồng chậu 6 chậu 7 ha. Tứ quý mã số 12 nha cô chú. Mã số 12 này em xin vô với quý cô chú là 8 triệu rưỡi ha quý cô chú. Dạ. Cây này quá đẹp quá chú ơi. Tứ quý phong lùng lực như giót ngọn á. Này giót ngọn bự hơn ngón tay em bằng cái viết à. Dạ. Rồi. Em đổi cây luôn nha. Mã số 13 nha cô chú. Mã số 13 là cũng một phôi tứ quý ha quý cô chú. Một cốt mà chật bay ha. Có chi cành đều hết nha quý cô chú anh chị. Cây này hàng khá đẹp ha quý cô chú. Cái cành bay này nó lắc nhìn rất là khéo nha cô chú anh chị. Lắc nhiều lắc 3D được ha quý cô quý cô chú. Rồi, xoay nhẹ nhẹ đi nữa ha. Lắc mà có cốt hàng luôn cô chú anh chị. Ngọn ngọn luôn không có mượn ha quý cô chú. Cây này không mà ở trên không có thẹo dít gì hết ha. Mấy cốt cành này chủ nhà chặt mà nó còn tươi mình ghép vẫn được ha. Cây này cây cũng hàng khó kiếm ha quý cô chú. Đế thì khỏi chơi luôn ha cô chú chị. Hoành nó cũng bự, cộng đế to lực lực không ha. Nguyên một củ đế đặt trọn như trái banh luôn á quý cô chú. Đế lắm luôn nha. Rồi em xin thông số luôn ha. 150 luôn. Rồi hoành tại vị trí này là 66 ha quý dạ, cô chú. Vị trí này 66. Xích lên đây chút ha. 62 ha. Chiều cao quá em nói chắc khoảng 2 mét rưỡi luôn chú ơi. Dạ cao 2 mét rưỡi á cô chú anh chị.
Đó là cái chì thứ nhất của nó ha. Chì thứ nhất của nó là được 25 quạnh ha quý cô chú. Thoát thân từ cái cổ rễ tới cái chì đầu tiên đó là 34 nha. Rồi. Cây này giờ cũng sắp tuyệt chủng rồi ha quý cô chú. Rễ cọng này là bự lắm nha quý cô chú. Cây này nó dặn nha quý cô chú anh chị. Cây này có cốt cành đều. Cô chú anh chị nè, mình ghép thành phẩm một cây mai quắn là quá vip luôn nha quý cô chú. Có cốt cành sẵn luôn ạ. Rồi mình giao lưu cây này giá bao nhiêu hết Thả Như ơi? Cây này mã số 13. Cây mã số 13 này em xin giao lưu với quý cô chú là 42 triệu ha. Dạ 42 triệu nha cô chú. Cây này hoành 60 mấy à, khá đẹp đó quý cô chú ơi. Nó có cái mặt cắt này mà cắt rễ nha. Chứ nó không có thẹo dít gì hết nha quý cô chú. Đây. Cái này dữ lắm, mũ đế luôn hết cô chú. Mặt cắt này mặt cắt rễ quý cô chú ơi. Dạ. Cũng không có to lắm nha. Khoảng 2 cm nè. Rồi. Em đỏ luôn ha. Mã số 14 nha cô chú. Số 14 cũng một phôi mà mai tứ quý nha quý cô chú. Dạ, phôi tứ quý, cây này dốc ngọn luôn cô chú anh chị nha. Đế nơm lực. Sổ ca nha quý cô chú. Cây mai này một củ đế nha quý cô chú. Dữ lắm bộ đế luôn cô chú anh chị. Cây này trồng chung lưu rồi đem ra để ngoài trồng 6 7 năm ha quý cô chú. Chỗ này là nguyên một khối đặt ở chỗ này luôn nha cô chú. Nè, quý chú ơi. Hết biết. Nè. Dạ. Cây này gió cây có cốt cành đá cơ chú. À, em xin thông số luôn ạ. Rồi hoàn tại vị trí này là 46 ha quý cô chú. Dạ. Chiều cao từ một bầu lên tới đỉnh là 140 ha. Dạ. Nồm đế của em nó là 43 ha quý cô chú. Dạ rồi. Để em đo củ đặt ha. Củ đặt này là 114 nha. Dạ vị trí này 114 nha cô chú. Tổng hoành đế là khoảng 200 nha quý cô chú. Dạ. Cây này là gãy tới đâu là là bầu tới đó luôn ha. Cứng ngắc luôn quý cô chú ơi. Ở trong nó gói lọn nha. Dạ mình giao lưu cây này giá bao nhiêu ạ? À? Cây này em xin giao lưu với quý cô chú là 27 triệu ha. Rồi 27 triệu. Cô chú anh chị thích sưu tầm những phôi mai tứ quý mà có đế nơm lực như thế này thì mình chọn cây này là quá ok luôn hết cô chú. Rồi. Mã số 15 nha quý cô chú anh chị. Số 15 là cũng một phôi tứ quý ha quý cô chú. Cây này phong cao cốt cành tứ diện luôn cô chú anh chị nha. Cây này cũng bóp giót luôn ha quý cô chú. Thân nó lắc nha cô chú anh chị. Lắc sẵn nha. Sắn lên gì. Nhìn khá gầy đang quý cô chú ơi. Đế thì giờ trải đều tứ gì luôn hết cô chú. Này, cộng đế này lực lắm hết quý cô chú. Không thiếu cái nào chân dư đế luôn nha. À, em xin thông số luôn ha. Tàn nhiều quá. Không, hoành tại vị trí này là 53 ha quý cô chú. Dạ, 53. Rồi xích lên chút xíu nè. Bỏ chi tử ở dưới là 47 nha. Dạ. Chiều cao của ông nó là 138 nha quý cô chú. Dạ. Đường kính bầu là 66 nha. Rồi cây tứ quý mã số 15 này em xin giao lưu với quý cô chú là 16 triệu 500 ngàn ha. Dạ rồi 16 triệu 500 nha quý cô chú anh chị. Cây này giót ngọn nha.
Có không nha? Nhớ nhận có 16 nè nghe quý cô chú. Dạ. Tứ chi cành tứ diện hết nha quý cô chú anh chị. Rồi đế chiều 24 giờ luôn nha quý cô chú. Dạ mình giao lưu cây này giá bao nhiêu ạ? Cây mã số 15 này em xin giao lưu với quý cô chú là 16.500.000 ha. Cây này cũng là cây cuối clip luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi con xin cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ con nhiều clip trước ha. Rồi xin mến chào quý cô chú ạ. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào, hẹn gặp cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha.